Xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị. Hôm nay em làm một cái video về táo mèo ngâm đường và ngâm rượu. Ngâm đường táo mèo này thì nó táo mèo rừng của Lai Châu và nó mùa này thì là mùa cuối vụ rồi nên táo mèo đã chín vàng. Táo mèo rừng này có rất là nhiều tác dụng. Dụng thứ nhất là chủ yếu là tốt cho tim mạch và đường tiêu hóa. Đấy, tốt cho những người bị cao huyết áp. Nếu mà để táo mèo giảm đau nhức xương khớp rất là tốt. Loại này trị ho, tăng sức đề kháng cho cơ thể, giải độc gan, rồi các cái bệnh về máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ nhé cả nhà nhé. Táo mèo các bác có thể là không uống được rượu thì các bác ngâm đường. Cái tỷ lệ là cứ ví dụ mà 2 cân táo mèo thì sẽ ngâm với 1 cân đường, 10 cân táo mèo thì sẽ ngâm với 5 cân đường. Khi nào mà nó tiết ra cái nước hết tan hết đường, tiết ra nước nó tầm khoảng 2 tháng đổ lên là chúng ta có thể uống được cái nước táo mèo này rồi. Còn nếu mà ngâm rượu ấy thì các bác cũng có thể là cho đường vào như thế này, sau đó tầm khoảng 5 đến 7 ngày đường nó tan ra, nó thành cái nước, thì các bác chắc cái nước này ra. Chắc cái nước bên nước nó đã tan ra rồi ấy. Xong các bác đổ rượu vào ngâm để bớt cái vị chua của táo mèo ấy. Trước khi ngâm thì rửa sạch táo mèo, sau đó cắt bỏ những cái đầu, hai cái đầu này đi. Đấy, những cái chỗ nào nó bị sâu một tí thì cắt bỏ nó đi. Sau đó các bác có thể là nếu mà để giảm ngâm với đường để giảm cái vị chát của nó thì các bác có thể là ngâm cắt làm 2 làm 3 cũng được, hoặc để cả quả cũng được. Tùy. Các bác ngâm với muối tầm khoảng độ 2-3 tiếng, nước muối hòa loãng ấy, để cho nó giảm cái vị chát của táo mèo đi. Đấy. Sau đó chúng ta ngâm. Như em đây em ngâm đầu tiên là em ngâm đường. Em thả táo mèo vào xong là đổ đường vào cả nhà nhé. Cho táo mèo vào ngâm với đường. Nếu mà các bác ngâm rượu thì sau khi ngâm với đường được khoảng 1 tuần, các bác bỏ đường ra, đổ cái nước chất của nước cốt của đường chảy ra ấy. Đấy là cái nước nó hơi chua thì các bác đổ ra, sau đó các bác ngâm rượu cho nó bớt cái giảm độ chua của táo mèo. Đây là 1 cân táo mèo, em sẽ cho khoảng 5 lạng đường. Các bác cho cái đường trắng thì nó sẽ đẹp hơn, đường đỏ này thì nó ngọt hơn này. Đấy, đường trắng được, cho đường trắng thì nó sẽ màu nó đẹp hơn. Cho với 5 lạng đường. Sau khi cái đường này nó tan ra rồi thì các bác chắt bớt nước ra để đổ rượu. Còn nếu bác nào mà không uống rượu thì các bác cứ để này ngâm 2-3 tháng thì các bác sẽ uống được nước táo mèo này. Và táo mèo này chúng ta ngâm có thể dùng trong vòng một bình táo mèo này ngâm dùng trong 2-3 năm. Đấy, ngâm xong thì chúng ta có thể để được đến 2 năm hoặc là đến 3 năm. Trong hai vòng 2-3 năm thì chúng ta vẫn dùng bình thường nhé. 3 hàng cân này thì em bán là 30.000 một cân táo mèo. Còn nếu bác nào mà ngại thì muốn ngâm sẵn đường thì em cũng ngâm luôn cho cả nhà. Đường thì cứ tính khoảng 20.000 một cân đi, cộng với tiền bình nữa. Đấy, ngâm bao nhiêu cân thì bình nhựa này thì là 20.000 một cái này. Đấy. Bình này là 60.000 một cái loại dài 25 phân. Còn dài loại to hơn thì nó sẽ đắt hơn một tí. Bác nào có nhu cầu mua về ngâm thì ủng hộ nhà em nhé. 30.000 một cân. Nhà em số lượng táo mèo này nó rất là nhiều. Nói chung ở Lai Châu nó rất là sẵn. Mùa này nó sắp hết vụ rồi. Mua đến tầm khoảng độ tháng, nửa tháng nữa là có thể là không còn táo mèo. Chỉ còn táo mèo khô thôi chứ không còn táo mèo tươi nữa. Nên bác nào có nhu cầu ngâm hoặc là ngâm đường, ngâm rượu để dành để uống dần thì gọi điện theo số điện thoại em lưu ở trên đầu bài nhé cả nhà nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.